Dylan White nổi điên vì WBC chơi xấu không cho đấu Anthony Joshua. Bực tức vì đã lâu không được thi đấu, Dylan White đã lên tiếng chửi bới, cho rằng WBC là một trò hề và đang cố gắng phá hoại sự nghiệp của anh. Dylan White đã theo đuổi một trận tranh đai vô địch thế giới WBC từ rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa thành sự thật. Võ sĩ 31 tuổi đang tỏ ra bất bình vì điều này. Dylan White mới đây đã bực tức chia sẻ rằng, WBC đang muốn phá hoại sự nghiệp của anh bằng cách cho anh dừng thi đấu càng lâu càng tốt để hy vọng anh xuống phong độ. WBC sau đó lên tiếng phủ nhận thông tin trên. WBC cho rằng Dylan White có cơ hội thi đấu nhưng anh đã từ bỏ trận đấu với Luis Ortiz vào năm 2018. Tháng 2 vừa qua, WBC đã ghép kèo White đối mặt với Blazer cho chức vô địch hạng nặng tạm thời trong khi nhà vô địch WBC Dan Wilder sẽ tài đấu với Tyson Fury. Cuộc chiến đó đã sụp đổ ở phút cuối, khi Fury bất ngờ tuyên bố rằng anh đã ký một thỏa thuận hợp đồng quảng cáo top rank và sẽ chiến đấu trên ESPN. Vì vậy trận Wilder Fury sẽ không diễn ra, trận White Blazer về cơ bản không cần thiết. Và cuối cùng, WBC đã cho Blazer đấu với Wilder thay vì White. Trước đó, Dylan White cũng đã từ chối một trận tranh đai thế giới khác với Anthony Joshua vì cho rằng mức thưởng 4 triệu bảng là quá ít. Trước đó, khi Fury thách đấu Joshua, phía Fury đã nhận được lời mời 16 triệu bảng. Dylan White dù gì vẫn tự tin vào khả năng trở thành nhà vô địch của mình. Đã lâu không thi đấu, White chắc chắn sẽ chút cơn thịnh nộ của mình lên đối thủ tiếp theo, dù đó là ai. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White gạ kèo Anthony Joshua và sẵn sàng đại chiến Tyson Fury tại Anh. Dylan White đang mong đợi ông bầu Eddie Hearn sắp xếp cho trận tranh đai, nếu không anh sẽ rời khỏi matchroom Boxing để đến với ESPN. Đầu tiên phải nói đến Jaren Miller, người đã từng vào trường hợp như White, và cuối cùng anh đã có cơ hội tranh đai với Anthony Joshua vào ngày 1 tháng 6. Trong nhiều thông tin cho biết, thì hiện tại White đã được các lời mời từ Top Rank và ESPN. Trong điều khoản của các hợp đồng này thì Wy sẽ được ra mặt với Tyson Fury trong một sự kiện Pay-per-view. Khi tiết lộ rằng hợp đồng giữa anh và ESPN sắp được ký kết, Wy vẫn không loại trừ khả năng rằng anh sẽ làm việc với Eddie Hearn về trận tái đấu với Anthony Joshua. Hearn và Sky nên cho tôi cơ hội so găng với Anthony Joshua, giành đai vô địch với mức thù lao thỏa đáng. Người anh cần một nhà vô địch mới, Wy tuyên bố. Đây là một yêu cầu lạ lùng từ White, bởi cách đây một tháng chính anh cũng từ chối lời thách đấu của Anthony Joshua. White một tháng trước mới được mời 5 triệu bảng Anh nếu như anh đấu với Joshua, tuy nhiên anh yêu cầu mức thử lao lên đến 7 triệu. Một điều đáng nói khác, White từng từ chối lời đấu với ứng cử viên tranh đai như Luis Ortiz và Kubat Pulev. Việc White được cơ hội tranh đai thực sự rất khó xảy ra. Hơn nữa trận đấu sắp đến của anh tại WBC với Dominic Blazer cũng gần như đã bị hủy. Luis Ortiz là tay đấm duy nhất Why có thể đụng độ ngay bây giờ. Hiện tại cả hai nhà vô địch hạng nặng là Anthony Joshua và Dan Wilder đều đang rất bận rộn. Why chỉ có thể tranh đai WBA từ Morocha. Tuy nhiên tay đấm này không hứng thú với anh. Yêu cầu của Why đối với Hear và Madrume có vẻ như bất khả thi. Ký kết hợp đồng với ESPN cũng không thể cho Why cơ hội giành đai. Anh có thể đấu với Tyson Fury. Nhưng Tyson Fury hiện tại chỉ là cựu vô địch bất bại. Trận so tài giữa anh và Joshua có vẻ càng ngày càng xa vời, không biết liệu hướng đi tiếp theo của anh sẽ ra sao, như thường lệ, một quyết định cần sớm được đưa ra. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White tin Jaren Miller sẽ đập nát Anthony Joshua trong trận boxing sinh hạng nặng 2019. Sau Wilder Fury, boxing sinh hạng nặng lại tiếp tục chứng kiến một trận đấu giữa những kẻ bất bại khác là Anthony Joshua và Jaren Miller. Ứng cử viên hạng nặng hàng đầu Dylan White, 21 chiến thắng một trận thua, tin tưởng đương kim hạng nặng Anthony Joshua sẽ thất bại trước tay đấm người Mỹ Jaren Big Baby Miller, 23 trận thắng một trận hòa. Tại Madison Square Garden tại thành phố New York vào ngày mùng 1 tháng 6, ứng cử viên hạng <laughs> ứng cử viên hạng nhất cho đai vô địch WBC và WBO đã luôn muốn có cơ hội giành đai vô địch WBA, IBF và WBO sau khi Joshua hạ gục anh 3 năm trước. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Jaren thắng, Why nói với Sky Sports. Nếu Miller vượt qua được những cơn mưa đòn từ Joshua trong những hiệp đầu, Miller sẽ áp đảo các hiệp sau tuyệt đối. Tôi sẽ không ngạc nhiên. Tôi nghĩ Jaren Miller thắng Anthony Joshua là điều dĩ nhiên. Dylan White có lịch hẹn với Anthony Joshua tại sân vận động Wembley ở London vào ngày 13 tháng 4, nhưng Anthony Joshua đã từ chối. Nếu Anthony Joshua thua, tôi sẽ đấu với anh ta. Đây là tư thủ cá nhân. Tôi không định đấu với Anthony Joshua để giành đai. Dù anh ta có thua 10 trận liên tục, tôi vẫn muốn đấu với anh ta Tôi không muốn bị coi thường, đơn giản là thế, Wai cho biết. Wai đã có năm 2018 tuyệt vời, chiến thắng trước tay đấm người Úc Lucas Browner, 27 trận thắng, 1 trận thua, và Joseph Parker, 22 trận thắng, 2 trận thua, 19 trận knock Không lâu sau đó, anh hạ gục Derek Chirosa, 29 thắng, thắng, 9 trận thua và 21 trận knock trong một trận tài đấu. Joshua, 29 tuổi, có trận đấu gần nhất vào tháng 9 khi anh giành chiến thắng trước Alexander Povetkin, 34 trận thắng, 2 trận thua trong hiệp 7. Về phía Müller, tay đấm 30 tuổi này có trận đấu gần nhất vào tháng 11 khi anh chấm dứt chuỗi bất bại của tay đấm người Romania, Dordan Dinu, 18 trận thắng, 1 trận thua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Jalen Miller, quái thú bất bại sắp đối đầu Anthony Joshua mạnh cỡ nào? Jalen Miller là người sẽ đối đầu với Anthony Joshua cho các danh hiệu hạng nặng WBA, IBF và WBO vào ngày 1 tháng 6 tới. Madison Square Garden, New York đã được công bố là nơi sẽ diễn ra trận đấu ra mắt của Anthony Joshua tại Mỹ. Tuy nhiên đối thủ của anh lại không được biết đến nhiều ở cả Anh và Mỹ. Hãy tìm hiểu thêm về anh ta dưới đây. Jalen Miller là ai? Jalen Miller là một tay đấm 30 tuổi đến từ Brooklyn ở New York. Anh ta bắt đầu thi đấu từ năm 14 tuổi với tư cách một võ sĩ môi thái trước khi chuyển sang boxing và kickboxing. Miller có một sự nghiệp boxing cho sáng hơn so với kickboxing và bây giờ anh sẽ thi đấu cho danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới. Thành tích Jalen Miller trong môn boxing Jalen Miller có thành tích 23 trận thắng và 1 trận hòa, trong đó có 20 trận thắng bằng knockout. Trận hòa duy nhất của anh ta là trước tay đấm Joe Daweco. Những chiến thắng đáng chú ý nhất của anh ta trước các đối thủ Jera Washington, Marius Quas và Johan Dahapas. Thành tích kickboxing của Jeremy Miller Jeremy Miller có thành tích kickboxing với 23 trận thắng và 2 trận thua, trong đó có 9 trận thắng bằng knockout. Anh đã có chuỗi 19 trận thắng trước khi để thua Mikko Kokop hai lần vào năm 2013 và năm 2014. Cả hai trận thua đều bằng tính điểm đồng thuận. Thất bại lần thứ hai trước Mikko là trận đấu kickboxing cuối cùng của Miller và anh chuyển hướng hoàn toàn sang boxing. Jerem Miller cân nặng bao nhiêu? Jerem Miller thường xuyên đạt mức cân nặng hơn 136kg khi thi đấu, cân nặng cao nhất trong sự nghiệp của anh ta ở trận đấu trước Thomas Ademus vào tháng 10 khi đó anh nặng 143kg. Trận đại chiến với Anthony Joshua tại Mỹ, Nhà vô địch Olympic London 2012 Anthony Joshua cho biết, anh đã có kế hoạch hạ gục tay đấm 30 tuổi ở ngay tại quê nhà, nhưng Miller đã từ chối thi đấu ở Anh. Một khi tôi đánh bại Anthony Joshua, sự nghiệp của tôi sẽ bước sang một trang mới. Đôi khi đó không phải vì chiếc đai vô địch, mà đó còn là sự tôn trọng và công nhận, Miller nói. Không có sự nhân nhượng trong thi đấu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì bất cứ khi nào để kết thúc trận đấu. Tôi biết khả năng của mình có thể làm được những gì. Để chuẩn bị cho trận đấu lịch sử này, Miller cho biết, cơ thể của tôi là một cỗ máy, có lẽ nó không đẹp bằng Anthony Joshua, nhưng tốc độ của tôi nhanh gấp 10 lần so với Anthony Joshua. Tôi đã tập luyện rất nhiều và tôi sẽ bùng nổ trong trận đấu này. Trận đấu có thể kéo dài trong 12 hiệp, tuy nhiên tôi không quá lo lắng. Anthony Joshua chưa bao giờ thi đấu với một tay đấm như tôi trước đây. Vì vậy, đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác với cậu ấy. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.